Mở shop đồ lót cần bao nhiêu vốn? Hiện nay chỉ cần một ít vốn thì ai cũng muốn được tự kinh doanh. Chỉ cần chọn được ngành hàng phù hợp thì có thể thử sức với chính mình. Mở shop đồ lót cần bao nhiêu vốn là câu hỏi đang được quan tâm nhất hiện nay. Mở shop đồ lót cần những gì? Trước khi quyết định mở shop đồ lót, bạn cần lập cho mình một bản kế hoạch cụ thể. Bản kế hoạch sẽ giúp bạn liệt kê được tất cả những việc cần làm, những khoản cần chi và cần đầu tư. Nó còn giúp bạn không bỏ sót công đoạn khi thực hiện, từ việc lựa chọn mặt bằng kinh doanh đến sản phẩm và khách hàng mục tiêu là gì, bạn đều phải tự mình đi giải quyết. Họ gọi đây là kinh doanh tự phát. Chi phí cho việc này có thể nói là vô cùng cao và cũng không chắc về việc thành công hay không. Làm sao để mở shop đồ lót không thất bại? Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Nhưng câu trả lời không phải ai cũng biết. Và điều mà rất nhiều người hay làm chính là hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Nhưng những người đi trước, liệu có ai có thể chia sẻ kinh nghiệm trọn vẹn với bạn? Có những cái gọi là bí mật kinh doanh. Nói đến đây, tôi có một giải pháp cho bạn. Đó chính là những công ty chuyên phân phối đồ lót nữ. Hợp tác với công ty chuyên phân phối đồ lót nữ cần bao nhiêu vốn? Thay vì kinh doanh tự phát, bạn phải làm tất cả từ việc lựa chọn sản phẩm đến kế hoạch kinh doanh. Khi bạn hợp tác với những công ty này, bạn sẽ được hỗ trợ những vấn đề đó, được tư vấn khi chọn mẫu mã, được